Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 2 ở dòng xe Kim Hằng gần chợ Quang Vinh 1 các bạn. Trước mặt của các bạn đây đó là chiếc Super Game nha các bạn. Ba chiếc này thì nó được sản xuất là cuối năm 2015. Đầu năm 2016 các bạn. Thì chiếc xe này thì đang lúc trước thì được cái Honda nó kỷ niệm 20 năm nha, nó sản xuất cái dòng xe này. Thì lúc đó thì cũng rất ít người ưa chuộng các bạn nha. Vì thế là nó ít nhiều người biết đến. Bây giờ thì đối với những người mà chia xe game á, thì họ đang tìm kiếm cái dòng xe này đó. Và ba chiếc xe này hiện tại cửa hàng bên mình là xe mới hoàn toàn luôn nha, chưa có chạy, chưa có đổ xăng luôn nha các bạn đó. Đó. Rồi mình sẽ quay tổng thể các bạn xem nha đó. Đây, về phần đầu xe đó. Chiếc này chiếc xanh ngọc nha các bạn. Đó, về phần đầu xe thì bên đây đó là cái đèn halogen đó các bạn. Bên đây nó có đèn định vị nè, định vị nè. Bên đây đèn xi nhan trái nhan phải. Mặt trước đó, nó cũng khá là bầu nha, rất là đẹp. Rồi phía xuống đây là cái logo Honda nè. Bên đây là có tem Super Game nè, màu xanh ngọc này rất là đẹp, nhìn trong sáng. Kim tím luôn các bạn. Rồi phía xuống đây thì nó cái dòng cái bánh trước của nó sẽ có kích thước là 70 90 17 nha các bạn. Nó sử dụng là thắng đùm nha. Rồi mình sẽ chỉ qua đây cho các bạn xem cái năm sản xuất của cái lớp này các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, là chỗ này nè, 37 16 nè, tức là nó sản xuất vào tuần thứ 37 năm 2016 các bạn. Đó. Đây cái xe này sản xuất vào cuối năm đầu năm 2016 mà. Không, nhìn rất là đẹp. Đó. Rồi, mình tiếp theo là mình tìm hiểu mặt đồng hồ của nó nha. Mặt đồng hồ nó thì cũng giống như những dòng xe khác thôi. Nó Udo nè, đèn Cosfa nè, xi nhan trái nhan phải nè, đèn báo no nè, kim xăng nè, đèn báo tốc độ nè. Đó. Bên đây thì cũng có cốt pha, còi, nhanh trái, nhanh phải. Bên đây có công tắc đèn nè, đề nè. Đó. Phía xuống đây thì nó có cái tem của hãng nè bạn. Đó. Bạn thấy chưa? Tem của hãng đã để là thể tích làm việc, đó, tức là dung tích của nó là 109cm khói. Đó. Năm sản xuất này là 2016 nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Bên đây là cái chìa khóa. Chìa khóa nó cũng thích hợp là khóa điện với khóa cổ thôi. Đó. Thấy chưa? Rồi tiếp theo là cái bửng xe. Đó. Bửng xe thì nó cũng giống như dòng game khác thôi các bạn. Vậy ra thì cái bửng xe này á, kèm với cái tem này á, nó giống như những cái chiếc xe anh game bên NCS các bạn. Đó. Kéo dài xuống đây là lốc máy nè. Con này nó sở hữu động cơ là 4 kỳ cylinder nha các bạn. Dung tích là 109cm khói và công suất tối đa là 5,6 kW nha. Đây là phuộc nè. Phuộc thì xe game từ trước tới giờ nó sử dụng là phuộc dạng này các bạn. Mình có thể là chỉnh phuộc một người nè, phuộc hai người nè. Đó, thấy không? Bánh sau của nó, bánh trước của nó là 70 thì bánh sau của nó sẽ là 80 các bạn. Đây, bánh sau nó là 80 nè. Đây là cái tem của nó, những cái thông số của nó nè, lớp trước lớp sau nè các bạn. Đó. Nhìn rất đẹp. Cái con này là cái con vintage kim nha, còn hai con bên kia á là con Gozon Galaxy nè. Đó. Gozon Galaxy, con màu đen cũng vậy luôn. Đó. Rồi về phần cái phần đèn, phần đèn hầu nha các bạn nhìn thấy không, nó rất là bầu bỉnh nha, tròn quay luôn. Đó, nhìn rất là gọn, bạn thấy không, rất là đẹp. Hai con bên kia cũng vậy. Rồi về phần yên xe các bạn thấy chưa, yên xe là hai con Google Galaxy á, nó màu là màu sô cô la đen, còn cái con bên đây á là cái màu cà phê sữa dạng nâu các bạn. Rồi tính tới phần cấp xe nha.
Cấp xe thì bên sẽ có bình xăng nè, bên đây là hai cái móc khóa nó bảo hiểm. Đó. Đây là cái đồ nghề của nó nè, bộ đồ nghề của nó nha các bạn. Đó. Đây là cái số khung nha. Rồi. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Nha. Cái con Google á, con Google Galaxy á thì nó sử dụng là tem 3D nha, hình cánh chim. À, tem 3D hình cánh chim. Rất là đẹp. Còn cái con Vinted này á là nó toàn tem dán nha các bạn. Nha. Tem dán. Các bạn thấy chưa? Nhìn rất là nổi bật. Màu sơn còn mới, còn máy còn mới cáo luôn. À, chứ bạn ở đây bằng đổ đô nè. Đó, thấy chưa? Rất là đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Đây màu đen nè. Đó. Nó y chang nha thôi. À, nó sẽ khác nhau về cái logo. Thấy chưa? Những thông số khác còn lại nó y chang nha thôi. Rồi tới đây mình sẽ báo giá cho các bạn biết luôn nha. Thì cái con màu đen á với con màu màu xanh ngọc á thì sẽ có giá là 40 triệu. Còn cái con màu đỏ đô ở giữa nè. Ha, còn màu đỏ đô ở giữa thì có giá là 45 triệu nha các bạn. Đó, thì những bạn nào mà yêu thích em nó thì cứ liên hệ số điện thoại của anh Trung hoặc là số điện thoại của anh Cần nha. Hai số điện thoại đó mình sẽ để phía dưới comment cho các bạn. À, bạn nào cứ quan tâm hai ba em này thì cứ liên hệ anh Trung hoặc anh Cần thì hai anh sẽ tư vấn cho bạn kỹ hơn nha. Ngoài ra những bạn nào mà ở xa thì bên mình vẫn hỗ trợ là giao hàng tận nhà đến cho các bạn luôn nha. Đó. À, rất là đẹp chưa? Rồi. Mình quay tổng thể các bạn xem nè. Rồi. Cái con bên đây á là nó cái lớp của nó là 50-16 à, tức là nó sản xuất ở tầng 50 năm 2016 là sau cái lớp bên kia à. Còn cái lớp bên đây á nó sản xuất ở tầng 40-16 à, tức là ở tầng 40 năm 2016 à, thì con kia con này sản xuất giữa nè, con này sản xuất sau cùng, con kia sản xuất đầu à. Màu sơn rất là đẹp, rất là bóng luôn nha. Màu sơn bóng hết nha các bạn. Ba con này màu sơn bóng hết trơn nha. Đó. Rồi. Rồi, vừa rồi thì mình đã cho các bạn biết vài thông tin về chiếc xe riêng biệt này. Thì những bạn nào có những cái thông tin về hai ba em này thì cứ comment phía bên dưới các bạn. À, trong quá trình mình review xe mà có những điều sai sót thì các bạn cứ comment phía bên dưới nha để mình rút kinh nghiệm nha. Thì nếu các bạn thấy cái video này bổ ích đó, thì các bạn nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha, để mình có động lực làm những video tiếp theo cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn.